dần mất theo. Những giá trị văn hóa xưa giờ chỉ còn lại trên những nét hoa văn trong kiến trúc đình chùa, và đâu đó còn lại một vài vật cổ trong các ngôi đình cổ. Tân An là một trong những ngôi đình mang nhiều nét văn hóa, nhiều giá trị lịch sử nhất ở Bình Dương. Theo lời kể của các vị tiền bối trong làng, thì ngôi đình cổ này được xây dựng từ khoảng năm 1820 và là nơi thờ ông Tiền quận Chuẩn Cơ, Nguyễn Văn Thành. Lúc ấy có tên là Tương An Miếu. Thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét chạm chỗ phương long. Đình Tân An mang những nét đặc trưng của đình Lạc Nam Bộ, vốn là nơi sinh hoạt làng xã xưa, nên đình Tân An được xây dựng trên một khu đồi rộng có nhiều cây cối tỏa bóng mát. Cảnh quan tĩnh mịch và màu rêu phong của thời gian làm đình Tân An càng thêm phần cổ kính và trầm mặc. Sự cổ kính và trầm mặc vốn có của những ngôi đình thần. Đình Tân An ấn tượng với cánh cổng đình bằng rễ cây. Không biết từ khi nào rễ cây đã leo bám lấy cánh cổng đình, bao phủ ứng lượng theo hình dáng của cổng. Cánh cổng đình đặc biệt này đã mang lại bao cảm xúc nghệ thuật cho nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh. Và đó cũng là nét độc đáo có trong tổng thể kiến trúc của một công trình cổ tuyệt mỹ mà không ngôi đình nào ở Nam Bộ có được. Đình Tân An còn là nơi lưu giữ những văn tự cổ rất có giá trị lịch sử. Hiện tại, ở ngôi đình vẫn còn lưu giữ cuốn thành tích được phong sắc từ thời vua Tự Đức. Cũng theo lời những bậc tiền bối trong làng kể lại, thời kháng Pháp và kháng Mỹ, ngôi đình đã rất nhiều lần là mục tiêu công kích bắn phá của giặc ngoại xâm, nhưng không có đạn bom nào có thể tàn phá. Chính lẽ đó mà hàng năm vào ngày rằm tháng 11, cư dân làng luôn làm lễ rước sắc thần và làm các lễ tục cúng bái để tỏ lòng tri ân của người dân đối với thần hoàng đã có công che chở cho dân làng.
Dù nay không còn là một trung tâm hành chính của làng xã như trước đây, những nếp sống sinh hoạt làng xã đã dần dần bị phai mờ theo thời gian. Đình Tân An cũng đã trải qua rất nhiều lần trùng tu tái tạo, nhưng điều cốt yếu là ngôi đình vẫn còn lưu giữ được rất nhiều nét văn hóa nghệ thuật và giá trị lịch sử. Rời đình Tân An, nơi tiếp theo chúng tôi đến là thị trấn Lái Thiêu, xứ sở miệt vườn, vốn nổi tiếng với những vườn trái cây ngọt ngào và cảnh sông nước hữu tình. Đến với Lái Thiêu, không chỉ đến với vùng quê sông nước miệt vườn, mà Lái Thiêu còn được biết đến như là một vùng đất với nhiều di tích lịch sử. Một trong những di tích lịch sử đó là đình Thần Phú Lâm. Vẫn mang đậm kiến trúc của đình làng miền Đông Nam Bộ, Phú Long là một ngôi đình cổ kính thiêng liêng. Đình Phú Long chính là nơi khắc ghi những dấu ấn lịch sử với những trận đánh hào hùng của những người con đất Bình Dương nói riêng và nhân dân Nam Bộ nói chung. Đình Phú Long là một công trình kiến trúc cổ nổi bật lên giữa một khung cảnh thanh bình của chốn làng quê. Đình là nơi thờ thần hoàng bổn cảnh của làng và cũng là nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ngôi đình được xây dựng theo tục phong thủy của người Việt xưa. Mặt đình trở hướng ra phía sông Sài Gòn mênh mông, dập dình con sóng nước, càng làm nên vẻ thanh tịnh nhưng cũng không kém phần bề thế của ngôi đình. Mỗi làn gió thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh từ lòng sông Sài Gòn vào đã xoa dịu cái nóng nực oi bức của xứ sở phương Nam đầy nắng gió và tạo nên không khí mát mẻ, vẻ thanh tịnh vốn có của đình thần. Cổng đình bề thế dựng chải, mái ngói âm dương kết hợp với những hoa văn kiến trúc tinh xảo mang lại cho ngôi đình vẻ đẹp cổ kính. Những hoa văn rồng phượng, cá quá rồng vẫn là hoa văn chủ đạo của đình Phú Long. Nhờ vào đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân mà những nét chạm trổ ấy nổi lên một cách bề thế, đẹp mắt. Mái đình xưa là
Bên trong đình, những bức tranh hoành phi, câu đối sơn son thép vàng rực rỡ. Đặc biệt, những bao lam của đình được khắc nổi hình cỏ cây hoa lá, chim muông bằng gốm rất đẹp. Đó chính là sự độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu kiến